Trong phần này thì mình sẽ sử dụng gradient boost cho bài toán hồi quy. Cụ thể ở đây là bài toán dự đoán giá nhà. Đầu tiên mình sẽ phải import một cái số thư viện cần thiết đã. Import. Trong cái SQL người ta đã định nghĩa sẵn cái thuật toán gradient boost for regression cho mình rồi, và mình chỉ cần gọi đến thôi. From sklearn import gradient. Boosting regressor. Đó. Rồi mình sẽ import cái pandas để đọc dữ liệu vào. Đó, tiếp tục mình sẽ thử gọi đến cái thư viện để có thể chia cái tập dữ liệu của mình thành các cái tập train và tập test. Đây, cái này nó sẽ, tí nữa mình chỉ cần gọi đến cái hàm train test split thì nó sẽ tự động chia cho mình cái tập dữ liệu thành các cái train và test. Tiếp tục mình sẽ import một số cái độ đo. Đó, mình sẽ import cái sklearn the metric. Mình sẽ import cái mean square row. Mean square row. Đó. Tiếp tục bây giờ cái bài toán của mình là dự đoán giá nhà, thì trong cái sklearn người ta cũng có tích hợp sẵn cái dataset, đấy là cái tập dataset Boston rồi, thì mình chỉ cần import from sklearn dataset và mình sử dụng cái tập dữ liệu là import cái was Boston. Đó. Ngoài ra mình có import thêm một cái độ đo nữa là cái độ đo R2. Đo R2. Mình sẽ import cái độ đo, tính cái độ đo cái R2 cho vào sklearn metric. Đó. Thì mình import các cái thư viện cần thiết rồi. Xong, và bây giờ mình sẽ load cái dữ liệu của mình. Load cái dữ liệu của mình. Thì mình sẽ load cái dữ liệu Boston đây. Mình cần gọi đến cái load Boston thôi. Đó. Thì cái xong cái tập Boston này thì mình sẽ cho cái x này. Cái bằng là pandas chấm data frame và mình lấy cái phần dữ liệu của nó data này. Column thì nó các cái feature của nó, feature name đó, cái y chính là cái target. Thì ở đây có thể hiểu là cái gì? X chính là cái những cái feature mà mình có, những cái giá trị của những cái feature mà mình có, cái Y là mình sẽ dự đoán, mình sẽ đưa ra cái giá nhà đấy là bao nhiêu. Đó, thì mình sẽ load cái dữ liệu này về. Trong cái sklearn nó đã có sẵn cái này cho mình rồi. Mình chỉ cần chạy vào đấy thôi. Cái warning này kệ nó. Rồi, thì mình có thể in ra cái dữ liệu cho mình cho để xem. Đó, thì cái dữ liệu của cái Boston thì nó sẽ có các cái cột đầu vào, các cái feature đầu vào đây.
Và cái giá trị của nó thì mình có thể sử dụng cái custom này, display để xem là những mỗi cái này nó là cái gì. Display. Đó, thì ở đây nó cũng giải thích cho mình là ở mỗi cái column, ví dụ crime này này là cái tỷ lệ tội phạm ở trong cái thành phố đấy là bao nhiêu. Đó. Hoặc là mình cũng có thể search cái Boston dataset. Đó, mình có thể search ra để xem. Đây người ta cũng giải thích cho mình ở mỗi cái column đấy nó là lưu cái dữ liệu gì. Ví dụ là cột đầu tiên chẳng hạn là lưu cái tỷ lệ tội phạm của cái thành phố đấy là bao nhiêu. Đó. Hoặc là cái S chẳng hạn. Đó, cái tỷ lệ của cái người mà đã sở hữu cái căn hộ này trước đó là sinh ra bao nhiêu chẳng hạn. Đó. Nó sẽ có nhiều cái column ở đây, một column ở đây người ta sẽ mô tả cho mình đó là cái biểu thị cho cái giá trị gì. Rồi. Thì cái đây là cái x này và cái y chính là cái mà mình có thể lấy ra 10 cái giá trị đầu tiên, 10 cái từ 1 đến 10. Đó. Thì mình sẽ được là lấy đây là gì? Y 1 đến 10 tức là mình sẽ lấy từ giá trị số 1 đến cái giá trị số 9 thì mình có thể in ra các cái giá trị cái ở đây là các cái giá giá của các cái ngôi nhà đấy nó là bao nhiêu. Đó. Thì sau khi có cái dữ liệu rồi, loát được cái dữ liệu về rồi thì mình sẽ chia thành các cái tập train, tập test. X-train này. X-test này. E-train này. Và E-test. Cái này thì mình chỉ cần gọi đến hàm train test split thôi. Và mình đưa cái x vào, cái y vào. Và mình cho cái test size. Mình chia thành cái test size để làm. Đây mình cho bằng 0,2 đi. Đó. Thế tức là mình sẽ lấy là xong cái tập dữ liệu này thì mình sẽ thành 50 80% để train và 20% để test. Đó, thì sau khi có cái chia được cái tập dữ liệu đồ đấy rồi thì mình sẽ train cái model của mình thì mình sẽ gọi là gradient regressor. Mình sẽ chỉ cần gọi đến cái gradient boosting regressor mà mình vừa lúc nãy mà mình import từ cái sklearn ấy. Đó, thì mình sẽ phải cái này mình sẽ so vào một cái số con số trong cái thuật toán gradient boost mình đã học rồi và mình phải xác định được là cái số cây mình xây dựng là bao nhiêu. Ok, estimator. Đó, mình ở đây ví dụ mình để là 3 chẳng hạn. Đó. Mình để learning rate. Learning rate. Ở trong cái gradient boost thì mình sẽ có phải một cái gọi là learning rate. Và đây mình sẽ sử dụng cái mark depth nữa. Xây dựng cái cây đó nó có độ sâu lớn nhất là bao nhiêu? Mình để là đây là 2 chẳng hạn. Đó. Rồi sau đấy thì mình sẽ train cái mô hình của mình. Train là gradient. Mình fit vào cái dữ liệu của mình. Fit thì ở đây mình sẽ có là x-train. Cái tập train của mình. X-train. Đó. Thì sau khi có cái model đấy rồi thì mình sẽ sử dụng cái model này để predict. Predict sẽ bằng là cái model này và mình predict thì mình sẽ cần phải đưa vào cái x cái dữ liệu x mà bây giờ sau khi có cái mô hình của mình rồi thì mình sẽ có các cái x ở trên này. Đó. Ví dụ mình đưa vào một cái x mà cái này x là trong tập test để một cái sample như này và mình cần dự đoán cái giá nhà của nó là bao nhiêu. Đó. Thì mình sẽ đưa vào cái tập x test. Đó. Thì sau khi mà xây dựng được cái sau khi mà xây dựng cái mô hình rồi sau mình sẽ
predict, predict. Thì sau thì mình sẽ in ra cái R2 score. R2 score thì mình sẽ là bằng cái sẽ cho cái đầu vào đấy là y này, y step chính là cái giá trị thực tế của cái ngôi nhà đó và cái y predict mình dự đoán, y mình dự đoán là bao nhiêu. Nó thì mình chạy model y step predict model. À đây phải chấm này, predict này. Đó. À, R2 này là phải R2 score. Mình đang tính R2 score giữa hai cái tập e-test và e-predict. Đó, thì mình sẽ được là 0,63. Đấy. Thì mình sử dụng, ở đây mình có thể thấy là cái gradient boosting thì mình sẽ có một số cái hyperparameter. Thì mình sẽ sử dụng, ví dụ như là số cây, ở đây mình sẽ dùng là 3, hoặc cái learning rate mình sẽ dùng 1 và cái max depth là bằng 2. Thì bây giờ mình sẽ tối ưu tìm cái tham số này tối ưu bằng cách là mình sẽ đưa ra một số cái giá trị, một số cái giá trị và cho cái gradient regression này nó thử xem là cái tham số nào nó sẽ cho kết quả tốt nhất. Thì mình sẽ gọi đến cái, mình sẽ import đến cái grid search CV. Đó, thì mình sẽ import cái này. Thì tí nữa mình sẽ tuning, mình sẽ tuning, mình sẽ đưa vào một số cái, đưa vào một số cái tham số này và để cho nó chọn cái tham số nào là sẽ cho kết quả tốt nhất. Đó, thì mình sẽ đưa vào một số cái tham, một số cái tham số vào. Ví dụ như là mình để cái learning rate này. Learning rate. Mình để bằng các cái giá trị sau chẳng hạn, mình để là 0.15, 0.2, 1.0 và 0.05. Một số cái giá trị về cái learning rate là như vậy. Tiếp tục mình có một số, có một cái tham số nữa là số cây, số cây mà mình muốn xây dựng. Estimator. Mình sẽ để một số cái cây. Đấy là mình để là 100 này, tạo 100 cây chẳng hạn. 150, 200 hoặc là 250. Đó. Thì cái grid sort ấy thì nó sẽ làm việc như sau, nó sẽ lấy cái learning rate 0.15 này kết hợp với các cái số cây đây là nó sẽ tạo thành 100 cây, 150 cây, 200 cây, 250 cây. Tiếp tục đến cái giá trị 0.2 thì nó sẽ kết hợp các cái số lượng cây như thế này. Đó. Thì nó sẽ tìm ra, nó sẽ đưa ra cái bộ tham số nào cho cái kết quả tốt nhất. Kết quả tốt nhất. Ở đây nó đang báo lỗi. Báo lỗi thì đây. À đây, cái dấu nháy nháy. Dấu đóng. Đó, mình sẽ tuning và mình gọi đến research. Đó, mình sẽ cho cái estimator. Cái bằng là cái gradient regressor. Sau mình đưa vào cái param, cái tham số của nó là gì? Param grid. Chính là cái mà mình vừa mới đưa vào đấy, cái lớn cái LR này. Các cái learning rate và các cái số tree, số cây mà mình muốn xây dựng và scoring. Mình để là R2. R2. Đó. Thì sau khi định nghĩa xong thì mình sẽ tuning, mình sẽ fit thôi. Mình sẽ train.
fit là cái e-train. Là e-train. Đấy, mình định nghĩa là cái grid search đây rồi, nó có các cái tham số trong này, là cái learning rate và cả cái estimator. Đó. Thì bây giờ cái tuning này nó sẽ đưa vào cái exchange và exchange để tìm ra cái tham số nào, cái bộ tham số nào sẽ cho cái kết quả tốt nhất. Tuning. Đó. Thì mình sẽ in ra cái nào nó cho cái tham số nào nó sẽ cho cái kết quả tốt nhất. Run. Và mình in ra cái best score nó là bao nhiêu. Best score. Đó. Đây, nó đang bị lỗi gì đây? Thiếu dấu ngoặc. Đang bị thiếu dấu ngoặc ở đâu? Train đi. À, cái này mình phải gọi là nhắn thêm. Đó thì khi mà mình đưa ra được một số cái tham số, ví dụ như là learning rate này và cả estimator số lượng cây mà mình muốn xây dựng ấy, thì nó sẽ tìm, nó sẽ sử dụng cái grid sort, thì nó sẽ kết hợp 0,15 này, nó sẽ kết hợp là 100 100, xây dựng 100 cây, 150, 200, 250 cây. Tương tự với 0,2 learning rate bằng 0,2 thì nó sẽ xây dựng 100, 150, 200 và 250 cây. Sau đấy thì nó sẽ sau khi mà kết hợp xong thì nó sẽ có được cái R2 score, và nó sẽ lấy cái nào mà cho cái best cái R2 score thì mình ở đây có thể in ra ở đây, thì nó sẽ cho kết quả là cái learning rate bằng 0,15 và cái số cây là 100. Và ở đây mình có thể thấy cái R2 score của mình nó đã lên đến 0,89. Lúc nãy của mình mà chưa 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 tối ưu ấy, thì nó chỉ được là 0,639, 0,64. Đó. Thì sau khi mà sử dụng cái grid sort thì mình sẽ được ở cái kết quả là 0,89. Phần nội dung đây đến đây là hết.